Hay, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa miền Tây, lại là mình đây Thì ở cái video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạo dừa khô bằng cây bàn nạo này ha à, Hay còn gọi là cách nạo dừa theo kiểu cổ điển đó các bạn Thì à, à, hồi trước đó, là nhà nào ở bên tre mình, đó, nhà nào cũng có cái này gọi là cái bàn nạo nè à, Để mà nạo dừa mấy bạn Đây, à, cái trái dừa khô như vậy, mấy bạn không có bàn nạo thì mấy bạn sẽ không có nạo ra và vắt nước cốt được ha rồi bây giờ thì mình sẽ đi tìm dao à, mình đập cái à, trái dừa này ra cho các bạn à, mấy bạn cũng phải biết cách đập ha các bạn muốn mua bàn nạo này thì các bạn có thể lên uh, uh, trên uh, lazada hay google mình thấy cũng có bán uh, shopee chứ nó lộn uh, lazada hay shopee gì mấy bạn gõ là bàn nạo dừa uh, thì nó sẽ hiện thị ra uh, mình chọn uh, cái loại nào phù hợp với mình thì mình mua ha á uh, thì à, còn à, một cách nữa đó là mấy bạn phải tìm đến những cái nơi mà người ta đạo vừa thuê á à, người ta có cái máy mấy bạn ha người ta đạo đây bây giờ mình sẽ à, đập và mình cho nước vô hao ha mấy bạn lật ngược con dao lại mấy bạn đập như vậy rồi hồi nhỏ mấy bạn nhà ngoại mình á làm bánh gì á cái là cũng đạo dừa thường làm bánh lắm ha xong rồi, cái à mình ra người nhà ngoại chơi cái ngoại chỉ mình cách nạo dừa à, cái mình biết luôn tới giờ thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái cách nạo dừa ha đầu tiên khi cầm cái nắp dừa mấy bạn để vô cái bàn nạo mấy bạn nạo từ ngoài vô nha à, mấy bạn nạo từ ngoài vô trong chứ không có nạo ở trong ra ngoài nha các bạn nạo vòng vòng cái rìa trước nha. À, và nạo nhẹ thôi chứ không có nạo mà mình đè cái tay vô mình đè cái tay vô thì nó sẽ nạo ra những cái miếng to và những cái miếng to thì mình vắt không có nước cốt ha đó mình đạo như vậy à, mình đạo từ 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 thôi đó đạo chậm mà chắc nha các bạn đó đạo xây à, mình hờn đạo vừa là mình tự đạo còn mình mượn hái nó đạo là nó nó đạo đang cho nhanh đó đặng nó chơi game đó mấy bạn hả sau cái nó đạo ra miếng nào miếng đấy to đùng to đùng nha đó. đó dắt đâu có nước cốt đâu đó mình nạo dừa như vậy mình nhớ hồi nhỏ nhà mình tráng bánh tráng nước cốt dừa mấy bạn cũng nạo dừa rất là nhiều như vậy nè các bạn nào có đi miền tây thì sẽ biết được cái loại bánh tráng đó, nó ngọt và nó béo chứ không giống như bánh tráng miền trung à, bánh tay tráng của miền tây thì nó có nước cốt dừa và mình nướng lên mình ăn còn bánh tráng miền trung thường thì mình thấy các bạn cuốn với thịt luộc ha mấy bạn thấy bình đạo ngoài rìa trước ha đạo vòng rìa trước rồi mới vô trong khi mà nhắc lại hồi xưa thì cũng có rất là nhiều kỷ niệm mấy bạn tới lớn mình cũng không thể nào quên được luôn để mình kể cái chuyện này mấy bạn nghe để mấy bạn thấy cái sự vô duyên của mình nha À, khi mà tráng bánh đó các bạn thì nó sẽ có bánh ướt ăn rất là ngon là bánh ướt là bánh chưa phơi thì à, mới vừa tráng ra nó chín rồi mấy bạn Và ăn thì nó rất là thơm nó béo lắm ha xong rồi cái mẹ mình chuẩn bị đồ hết sẵn rồi bột rồi nước cốt dừa rồi vỉ để phơi rồi sẵn hết rồi ha chuẩn bị tráng cái lại mẹ ơi chừng nào có bánh hư cho con nha à, cái chịu đó <laughs> mẹ mình nói mày đi ra tao đập đôi bếp lên đầu ạ <laughs> <laughs> lúc đó rất là buồn mấy bạn mà nói bởi vậy xin bánh hư mẹ cũng không cho nữa chửi nữa sau này lớn lên rồi á mà nghĩ lại gì lúc cũng mắc cười ha mình uh, vô tư mình nói đâu biết gì đâu nhưng mà người ta gọi đó là mở hàng đó mấy bạn ha thì chừng nào có bánh hư mẹ kêu mình lại cho đi còn không đâu dặn chừng nào mẹ ơi chừng nào có bánh hư cho con nha trong khi đó người ta chưa tráng được cái đèo À, vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cách mà à, nạo dừa cổ điển của dân miền tây rồi ha Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha thì à, sẵn kể chuyện cho mấy bạn nghe chơi ha xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha